Hiện tại là 5 giờ chiều ngày 17 tháng 8 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Trên màn hình quý vị hiện tại là một chiếc sập Ngũ Phúc 1m62m. Thì chiếc sập này chúng tôi đã vừa hoàn thiện xong rồi, đánh béc ly cho một vị khách hàng ở tại Ba Vì. Tôi cũng không nhớ rõ tên anh ấy. Thì chiếc sập này thì là một sản phẩm và hàng rất là đẹp, đục nét của chúng tôi. Hôm trước chúng tôi cho anh xem video, anh rất là ưng ý nên là anh đã đặt ngay chiếc sạp này. Bây giờ nó hoàn thiện thì tôi sẽ quay hết một lượt cho anh xem. Và trước khi gửi cho anh xem lại một lần nữa, trước khi là bàn giao cho anh, thì đây là tổng thể của phần trước chiếc sạp đây. Chiếc chân rất to và nhìn quý vị có thể thấy được rất là bệ vệ. Tôi sẽ lướt qua phần dạ cho quý vị xem. Đây là phần chân. Chân này được đục chạm tùng lọc. Những cái phần này là kênh bong moi móc luôn, cực kỳ là sâu luôn. Đây quý vị thấy những cái phần này là nó kênh hết thì chúng ta có thể lùa được con tay vào đây. Rất là kênh sâu moi móc này. Đây là phần dạ. Từ những chú sóc và những cái đường nét được đục chạm thì là bay. Những cái cánh hoa thì mỏng tanh luôn. Không phải những cái chiếc sản phẩm trên thị trường, không phải trên thị trường là lúc nào cũng có những sản phẩm như này đâu. Những cái người thợ cực kỳ là lành nghề và lâu năm thì có thể làm được những cái chiếc dạ như thế này. Ô, chú mày chưa về à? Thì phần dạ trước là nó có 4 chú rơi, 4 con rơi nên gọi là sập Ngũ Phúc. Thì đây quý vị thấy ở giữa này là một chú rơi này, đây là 2 này, đây bên này chú 3 nữa. Còn bên kia là cũng đối nhau như vậy thì có 5 chú rơi thì gọi là sập Ngũ Phúc. Sập Ngũ Phúc. Còn chân này được chạm con tuần lọc, và cái cây tùng này thì gọi là chân tùng lọc, hay còn gọi là sập Ngũ Phúc tùng lọc này như vậy. Những cái hoa văn này thì cũng là rất là ý nghĩa luôn. Những hoa văn này đều là có mang ý nghĩa cả. Đây là phía bên đốc. Chiếc sập này thì chúng tôi làm và cũng để khá là lâu rồi nên là nó đã xuống màu rồi, nên là những cái phần về quý vị sử dụng thì khách hàng sử dụng là về phần cái co ngót là cũng được đảm bảo, vì là gỗ nó xuống màu như vậy thì chúng tôi để rất lâu rồi, chúng làm để lâu rồi thì gỗ nó sẽ co ngót hết rồi, chúng tôi sẽ chỉnh sửa hết rồi, nên là quý vị hòa sử dụng thì hoàn toàn yên tâm, không lo có ngót nữa. Đây là phần làm đốc bên phải. Mặt là mặt hai lá nhé. Và sản phẩm là được đánh béc ly. Béc ly trần. Quý vị mà dùng béc ly này thì sau một vài năm thì khi chúng ta làm lại thì nó sẽ dễ hơ ràng hơn là phun BU. Phun BU thì chúng ta làm lại sẽ rất mất nhiều công. Và mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 816, website đồgỗtùng8.com, cơ sở có địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Xin chào, hẹn gặp lại trong những clip khác.